Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường của em Nam. Mọi người theo dõi cái video này thì mọi người đừng quên để lại những cái lượt like và những cái comment trái tim màu tím ở dưới mục comment cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta vừa mới kết thúc cái phiên giao dịch ngày 21 tháng 6, ngày thứ tư. Thị trường có một cái phiên giao dịch tương đối là tích cực đúng không ạ? Sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tăng lên, nó thử thách lại cái vùng 1115. Đúng ạ, 1115 thì nó thử thách không thành công. Thì đến buổi chiều thì sau khi nó hấp thụ những cái lượng hàng về và nó có một cái nhịp tăng rất là mạnh vào phiên chiều với cái sự cảm hứng đến từ nhóm thép, đúng không ạ? Nhóm thép chiều nay tăng rất là mạnh, đặc biệt là cổ phiếu HPG, một cổ phiếu blue chip rất là nặng mông nhưng mà nó có được một nhịp tăng khá là tốt trong ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta có thêm một cái nhóm nữa là cái nhóm liên quan đến vật liệu xây dựng. Đó, các cái nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như là KHB này, như PLC này, như HT1, như BCC, đúng ạ, đều là những cổ phiếu mà chúng ta đã view cùng với nhau trong các cái buổi livestream rồi trong các cái video, và nhóm thép nữa, nhóm thép nó cũng là vật liệu xây dựng đã view cùng nhau và hôm nay nó đã bật tăng đúng ạ. Thì nó cũng là những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ việc giải ngân đầu tư công đó. Thì hôm nay đầu tư công thì nó vẫn giữ được sức mạnh anh chị nhá, các cổ phiếu như LCG này, như HHV này, như VCG này đều tăng rất là tốt, đều tăng tương đối là tốt, giữ được sức mạnh. Cổ phiếu như C4G hôm nay cũng tăng được 3,7%. Rồi bên cạnh đấy chúng ta có một nhóm tương đối là nổi bật trong ngày hôm nay là nhóm chứng khoán. Thì đây cũng là cái nhóm được hưởng lợi rất lớn từ việc giảm lãi suất. Thì hôm nay các cổ phiếu chứng khoán nhỏ nó đã tăng mạnh vào ngay đầu giờ sáng như là CTS, BSI, FTS, MBS, rồi BVS, rồi SBS đúng không ạ? Tăng khá là tốt. Và những cổ phiếu chứng khoán này thì cũng đã chia sẻ với anh chị là chúng ta nên có một cái cổ phiếu chứng khoán trong danh mục đúng không ạ? Thì anh chị nên giữ lại các cổ phiếu khi mà chúng ta đã view về một cái trường hợp mà thị trường nó tăng lên cái vùng đang vào cái nhịp sideway up và có thể đạt được cái target 1.200. Đấy thì anh chị nên có cổ phiếu chứng khoán cả nhà nhé. Ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi cái video của Nam. Mọi người đừng quên để lại những lượt like, những cái trái tim màu tím dưới mục comment. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì nhớ về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý và hãy liên hệ với Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình đây mọi người nhé. Thì Nam sẽ hỗ trợ cả nhà vào trong các Zoom VIP. Rồi nhìn về thị trường thì hôm nay có một cái điểm khá là tích cực, đấy là thị trường của chúng ta đến phiên chiều đã đóng cửa vượt qua được cái vùng 1.116 với cái thanh khoản ngày hôm nay là tương đối tốt, 17.500 tỷ. Số lượng mã xanh thì trong cả ngày hôm nay đều áp đảo số lượng mã đỏ với 323 mã xanh trên tổng số có 108 mã đỏ thôi, cho thấy là dòng tiền hôm nay lan tỏa thật sự là tốt anh chị nhá. Thật sự là tốt hơn rất nhiều so với cái dự kiến của Nam về thị trường đúng không ạ. Tất nhiên là vẫn là ok thôi cả nhà nhé, vì là chúng ta đã mua được khá nhiều cổ phiếu vào phiên thứ hai rồi, các cái danh mục cổ phiếu thì đã gửi cho cả nhà mình rồi, cả trong Zoom khách hàng và trong Zoom Zoom cộng đồng đúng không ạ. Đó, đây trong Zoom cộng đồng hôm thứ hai nhé, đây là hôm thứ hai cả nhà nhé. Đó, Nam đã gửi cho anh chị các cái danh mục cổ phiếu mua rồi và các cổ phiếu này hàng về đều có lời, đều có lời và lời rất nhiều, như là HHV, VCG này, hôm qua HHV Trần, rồi hôm nay Nam Kim Hoa Sen kéo, còn con riêng con DRH này mua ở cái vùng giá 6.05 trong phiên ATC thứ hai là hôm nay hàng về lãi được hơn 10% rồi. Đấy, và Nam nghĩ là nó còn tiếp tục tăng, mặc dù là còn rung lắc nhưng mà còn tăng anh chị nhé. Đó thì danh mục hôm thứ hai là chúng ta đã gom rất nhiều. Và trong các buổi livestream rồi các buổi chia sẻ cũng đã chia sẻ với chị rất nhiều về các cái nhóm đầu tư công, nhóm vật liệu xây dựng, nhóm thép rồi đúng không ạ? Kiểu gì chúng nó cũng sẽ chạy cùng nhau. Và hôm qua đầu tư công chạy thì hôm nay đến thép và vật liệu xây dựng. Anh chị thấy một cái điều rất là hay đúng không ạ? Còn nhóm chứng khoán thì đương nhiên rồi, nó vẫn đang là cái nhóm leader của thị trường, rất là khỏe anh chị nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn nhanh một các cái hành động của khối ngoại và so sánh một chút về thanh khoản nhé. Thanh khoản thì hôm nay chị thấy là ngay từ buổi sáng là thanh khoản nó đã vào thị trường rất là mạnh rồi. Đấy, và thị trường có một sự lan tỏa rất tốt vào buổi sáng đúng không ạ? Đến phiên chiều thì nó vẫn duy trì được sức mạnh và thanh khoản tăng khá là tốt trong ngày hôm nay, tăng lên cái mức 17.500 tỷ là Nam đánh giá tương đối tốt. Về khối ngoại thì đến buổi sáng thì nó bán ròng đúng không ạ? Buổi sáng thì bán ròng và đến khoảng tầm 2 giờ chiều là quay lại mua ròng rất là mạnh, các cổ phiếu như HPG, STB, SSI, GEX này, rồi FRT tăng tương đối tốt cả nhà nhé. Rồi chúng ta có về tác động lên index thì chúng ta có cổ phiếu HPG hôm nay là điểm sáng đúng không? Điểm rất sáng luôn, một cổ phiếu quốc dân. Rồi chúng ta có GVR, Vinamilk, VIC và Masan, Techcombank, VPBank, GEX đều là những cái cổ phiếu tăng tương đối tốt trong ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ sang phần thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về cái chart đồ thị xem là index nó đang có cái sự vận động ra sao để chúng ta đưa ra các cái hành động và kịch bản trong thời gian tới sao cho nó phù hợp cả nhà nhé.
Anh chị đang theo dõi cái video này, mọi người đừng quên để lại giúp Nam một đợt like, những cái trái tim màu tím ở dưới mục comment để ủng hộ tinh thần cho em Nam. Có câu hỏi mọi người cứ đặt vào dưới mục comment mọi người nhé. Đây là video công chiếu cho nên là Nam sẽ không trả lời trực tiếp được cho cả nhà. Thì mọi người cứ đặt vào dưới cái mục comment thì Nam sẽ hỗ trợ trả lời cho các anh chị sau anh chị nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi chúng ta nhìn về chart đồ thị. Thì sáng nay chia sẻ với anh chị trong cái bản tin buổi sáng ấy. Rồi, Nam sẽ mở lại cái bản tin buổi sáng. Mở lại cái bản tin buổi sáng một chút. Đây mọi người đợi chút xíu nhé. Đây bản tin buổi sáng để chúng ta trao đổi cùng nhau đúng không, về kịch bản và hành động. Thì VN Index có cái phiên hồi phục tương đối tốt về mặt điểm số. Tuy nhiên thì đến ngày hôm qua là chúng ta chưa thể khẳng định được là Index đã kết thúc điều chỉnh hay chưa. Thì trên cái đồ thị H1 thì Index vẫn đang trong biên sideways down ngắn hạn, và Index cần vượt qua cái vùng 1115 để lấy lại trend tăng. Thì hôm nay nó đã vượt qua được rồi anh chị nhé. Mặc buổi chiều kéo và vượt qua được cái vùng 1116 tương đối là tốt. Nếu không vượt qua được thì nhiều khả năng Index sẽ đi vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Thì hiện tại là nó đã vượt qua được rồi. Nam đánh giá là sức mạnh của thị trường thậm chí nó còn tốt hơn những gì mà Nam đánh giá anh chị ạ. Thật sự là tương đối là mạnh. Hiện tại bây giờ thị trường của chúng ta có rất nhiều nhóm mạnh, nhóm chứng khoán này, nhóm đầu tư công này, nhóm thép này, nhóm bất động sản của công nghiệp này, và nhóm bất động sản cũng đang cho thấy những cái tín hiệu khá là mạnh anh chị nhé. Rất nhiều nhóm mạnh cho nên là thị trường mà có rung lắc điều chỉnh thì cũng là cơ hội để chúng ta tham gia thôi. Cái điều mà chúng ta cần đấy là thị trường vượt qua cái vùng 1116 thì đã vượt qua rồi anh chị nhé, là điều rất là tích cực. Nam chỉ sợ nó không vượt qua thôi. Không vượt qua thì cũng không sao cả anh chị. Thì nó có test lại cái vùng 1100 một lần nữa hay là 1090 cũng là cơ hội để chúng ta mua thôi cả nhà nhé. Rồi nhìn về cái chart đồ thị, anh chị thấy là đã vượt qua được cái kênh sideways down đúng không ạ? Rất là đẹp. Thì với một cái phiên tăng tương đối tốt trong ngày hôm nay, với cái thanh khoản gia tăng và tăng tương đối tốt ấy, thì thị trường của chúng ta đã vượt qua, và nó sẽ có những cái phiên mà có thể là nếu mà nó khỏe thì nó sẽ có tích lũy ở trên cái vùng này và nó tăng luôn. Đấy, còn cái trường hợp thứ hai là có khả năng nó sẽ có những cái nhịp mà nó test lại đúng không ạ? Nó test lại các cái vùng 1110, test lại cái kênh giảm này, nó đã vượt qua, và khi mà nó test lại ấy, thì nó tích lũy và nó test lại thì cái đường mà CD ở trên chart giờ nó sẽ có cái cơ hội để tạo ra hai đáy đúng không ạ? Anh chị có nhớ là lúc mà Nam trao đổi với chị là khi nào nó tạo ra hai đáy thì cái nhịp tăng của chúng ta nó sẽ bền vững hơn. Thì nếu như nó có những cái nhịp nó restart lại cái vùng 1110, 1108, restart lại cái trendline này và nó tạo ra thêm một cái đáy MACD đấy nữa thì là một cái điều rất là tuyệt vời anh chị nhé. Nó tích lũy ở đây xong nó nhúng lại nó test và MACD bẻ cong và tạo ra một cái đáy nữa ấy, xong bắt đầu hồi phục đi lên, thì khi đấy cái nhịp tăng của chúng ta nó sẽ cực kỳ an toàn và lúc ấy chúng ta sẽ yên tâm hơn về thị trường đúng không ạ? Yên tâm hơn về thị trường anh chị nhé. Thì vừa rồi đấy là cái chart đồ thị chart giờ anh chị ạ. Nếu như mà nó có sự nó test lại cái vùng 1110 một lần nữa, sau đó nó đi lên thì là đẹp nhất. Còn ở trên chart ngày thì anh chị thấy ở trên chart ngày thì anh chị có thể thấy là index của chúng ta đã vượt qua lại được cái TK đúng không ạ? Vượt qua lại được cái TK và đang có hai cái đường TK và Kijun. Thì anh chị thấy là nó chỉ còn khoảng tầm 4 phiên nữa, tức là sang tuần sau là hai cái đường này nó sẽ hợp bích lại với nhau. Nó sẽ hợp bích lại với nhau cả nhà nhé. Hợp bích lại với nhau thì sang tuần sau rất có khả năng là chúng ta sẽ có những cái phiên mà có thể kéo VN Index tiếp tục vượt đỉnh, vượt qua cái vùng 1030, 1130 cả nhà nhé anh chị nhé. Đấy, nó vượt đỉnh này và anh chị thấy Bollinger Band là đang có tín hiệu bóp lại, thì nó sẽ cần những cái sự mà tích lũy này, test đi test lại ở đây đúng không ạ, để làm sao để nó kéo cái đồng Bollinger Band vào này, kéo cái Bollinger Band ở dưới lên này đúng không ạ, kéo cái band từ dưới lên. Đấy, anh chị thấy không ạ? Rồi sau đấy nó break. Đấy, sau đấy nó break, nó từ từ đường giá nó từ từ lên quanh đây và nó break vào tuần sau cùng với cái nhịp mà hai đường TK và Kijun nó hợp bích lại với nhau và nó đi lên, thì chúng ta sẽ kỳ vọng về cái nhịp mà nó sẽ phá qua cái vùng đỉnh 1130 này cả nhà nhé. Đấy, thì đấy là cái thị trường ở thời điểm hiện tại Nam đánh giá là có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh thì nó cũng là cái điểm tích cực để cho thị trường đi lên thôi. Và hôm nay thì quả thật là thị trường nó có những cái phiên mà nó thể hiện thật sự là tốt hơn những cái gì mà Nam đang view cho anh chị đúng không ạ? Thật sự là tốt. Và cái điều này thì cũng là điều tốt thôi, vì hàng chúng ta có sẵn rồi. Và nếu như thị trường nó rung lắc điều chỉnh thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái việc mua cả nhà nhé. Còn cái việc mà các cái cổ phiếu mà đã mua trong thời gian vừa qua, ví dụ như là nhóm thép đã khuyến nghị anh chị rất nhiều, cả Nam Kim cả Hoa Sen quanh cái vùng giá 16.x đúng không ạ? Rồi các cổ phiếu như là vật liệu xây dựng, như là đầu tư công, như là VCG, HHV này đã khuyến nghị rất nhiều, vật liệu xây dựng như BCC, KSB
thì cũng đều khuyến nghị rất nhiều rồi. Thì hôm nay Nam đặt một cái tiêu đề ấy, là mọi người nên cầm hàng thì cầm cho nó chắc, bởi vì Nam đánh giá của Nam thì đây nó mới chỉ là những cái nhịp gọi là khởi động cho việc một cái chân sóng thôi cả nhà nhé. Cho nên là mọi người lưu ý là chúng ta đã có một cái vị thế rất tốt, chúng ta đã mua được từ hôm thứ hai đúng không ạ? Hiện tại bây giờ hàng về Nam thấy là cũng đều lãi từ 5 đến 7, thậm chí là 10% sau khi chúng ta chốt lời vào tuần trước, mua lại vào thứ hai, và bây giờ đang có một cái vị thế khá là tốt. Thì mọi người nên nghĩ đến cái việc mà nắm giữ, và chúng ta sẽ tìm các cái điểm gia tăng để đánh đi một cái tỷ trọng cổ phiếu đủ lớn để đạt được cái tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong thời gian tới cả nhà nhé. Đó thì đấy là những cái nhịp mà Nam thấy là thị trường đang có rất nhiều cơ hội, và không chỉ là những cái nhóm ngành mà Nam đã view cho anh chị đâu, mà Nam nghĩ là nhóm ngành nào nó cũng lên, nhóm thủy sản rồi nhóm phân bón rồi nhóm 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 bán lẻ, Nam nghĩ là nó cũng đều lên. Tuy nhiên mà để đạt được cái hiệu suất cao nhất thì anh chị vẫn nên tập trung vào những cái nhóm ngành mà được cái dòng tiền nó chú ý đầu tiên, đúng không ạ? Là nhóm gì ạ? Là nhóm chứng khoán, là nhóm đầu tư công, là nhóm thép, là nhóm vật liệu xây dựng, và là nhóm bất động sản khu công nghiệp, ở bên cạnh đấy bất động sản nữa anh chị nhé. Đó thì đấy là những cái nhóm mà Nam luôn chia sẻ với anh chị. À, còn nhóm nữa là nhóm dầu khí đúng không ạ? Dầu khí các cổ phiếu như thượng nguồn như PVD, PVS cũng là các cổ phiếu đáng chú ý anh chị nhé. Nên giữ lại các cổ phiếu, cầm hàng đừng để hàng rơi cả nhà nhé. Ok, mọi người theo dõi cái video này, mọi người đừng quên để lại giúp Nam những cái lượt like, những trái tim màu tím để ủng hộ tinh thần cho Nam anh chị nhé. Anh chị muốn tìm một cái người đồng hành thì hãy liên hệ với Nam theo cái số điện thoại đang chạy trên màn hình. Thì Nam sẽ hỗ trợ các anh chị vào trong Zoom VIP, thì mọi người chỉ cần có một cái tài khoản VPS và có giao dịch thôi là mọi người đã đủ cái điều kiện để vào các Zoom VIP rồi cả nhà nhé. Cảm ơn mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích về các cái nhóm cổ phiếu. Rồi, đầu tiên là nhóm banh đúng không ạ? Nhóm banh thì chia sẻ với anh chị là nó cũng sẽ tăng anh chị nhá. Nó sẽ tăng nhưng mà để mà mang lại một cái tỷ suất lợi nhuận cao ấy thì Nam không chọn cái nhóm này, bởi vì là nó cũng chỉ là đang tích lũy thôi. Để nó mang lại một cái tỷ suất lợi nhuận cao thì Nam cũng không chọn nhóm này. Vì là trao đổi với anh chị là nhóm này thì để mà nó có được những lợi nhuận của tầm 20-30% ấy thì rất là khó anh chị nhá. Còn những cái điểm mua thì đã chia sẻ cho anh chị từ vùng này rồi. Thì mọi người có thì mọi người nắm giữ. Còn về cơ bản thì Nam thì Nam không tham gia các cổ phiếu banh trong nhịp này, vì nó đánh nó hơi chậm anh chị ạ. Đánh nó hơi chậm các cổ phiếu banh này, Techcombank cũng thế đúng không? Rồi VIB, rồi STB. Đấy. Thì Nam đánh giá là nó cũng sẽ tăng anh chị nhé, nó cũng sẽ đều tăng hết, bởi vì là nó cũng là cái nhóm mà nó giúp cho thị trường của chúng ta về mặt điểm số, về cái gọi là giữ nhịp cho thị trường, cho nên là nó cũng sẽ tăng thôi. Về nhóm chứng khoán thì hiện tại nó vẫn đang trong xu hướng tăng. Các cổ phiếu như VND, SSI, VCM, HCM, VCI thì nó đều tăng cả anh chị nhé. Nó đều tăng, và anh chị có thì mọi người ưu tiên về việc nắm giữ, vì chúng ta đang view về cái nhịp mà thị trường nó sẽ tăng về cái vùng 1.200 trong trung và dài hạn, cho nên là những cổ phiếu chứng khoán Nam nghĩ là mọi người vẫn có thể nắm giữ được cả nhà nhé. Cổ phiếu như là VND này, VND nếu mà để mua ấy thì các cổ phiếu vốn chứng khoán vốn hóa lớn thì anh chị có thể chọn VND, bởi vì là cái dư địa của nó vẫn còn khá là nhiều. Dư địa về cái mặt trung hạn của nó vẫn còn khá là nhiều, về lại ít nhất là cái vùng giá 23, cho nên là anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và có thể mua mới trong những cái nhịp điều chỉnh của VND anh chị nhé. Thì Nam đánh giá là nó sẽ có những cái vùng tích lũy ở đây. Đấy, vùng tích lũy ở đây thì những cái nhịp mà thị trường điều chỉnh, các con VND này nó điều chỉnh là cái cơ hội để cho chúng ta tham gia. Và anh chị thấy là các cái đường TK và Kijun nó bắt đầu đang có những cái sự hợp bích lại với nhau. Hôm nay thì thanh khoản khá là thấp anh chị ạ. Thị trường thì tăng tốt nhưng mà con này thanh khoản nó đang thấp, nó cho một tín hiệu là nó cần cái thời gian tích lũy anh chị nhá. Tích lũy và nó có những cái sự nó test lại thì lúc ấy chúng ta sẽ tham gia, nó sẽ ok anh chị nhá. Đấy, còn nhóm chứng khoán vốn hóa lớn đúng không ạ? Thì chia sẻ với anh chị là mình cần nó tích lũy thêm. Thì hôm nay là nó tăng. Hôm nay nó tăng luôn, thì cái nhịp tăng này thì Nam đánh giá là nó vẫn cần cái thời gian tích lũy anh chị nhá. Hôm qua thì trao đổi với anh chị là nó cần cái sự gọi là tích lũy thêm, anh chị là thấy là hôm nay nó tăng nhưng mà ngay ngày mai ấy, là cái TK và Kijun là nó tách ra rồi anh chị thấy không ạ? Ngày mai là bắt đầu là TK cái đường màu xanh là nó hướng lên, nó tách ra rồi, ngày mai là bắt đầu có trạng thái khách sạn là nó lại hút về. Đấy, cho nên là anh chị hôm nay mà mua đuổi ấy, thì Nam không đánh giá không quá cao các cổ phiếu này. Thì hôm trước trao đổi với anh chị là lên cái vùng này ấy, nếu mà nó tăng ấy, thì nó sẽ cần cái thời gian nó tích lũy, nó test lại khi nào mà nó bò gần về cái mây này này, đấy rồi sau đấy nó tăng thì mọi thứ nó sẽ ok hơn rất nhiều cả nhà nhé.
Rồi chúng ta có CTS thì hôm nay có nhịp tăng rất là tốt. Con này chỉ có mỗi con CTS này là hôm nay các cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ ấy là nó tăng vượt đỉnh và tăng trần và giữ được cái sắc xanh sắc trần anh chị nhé. Tuy nhiên anh chị nhìn ở trên chart tuần ấy là nó cũng đang gặp những cái kháng cự khá là cứng ở đây. Cho nên là cái cổ phiếu này Nam cũng nghĩ là nó phù hợp cho anh chị nắm giữ. Đấy, chứ còn mọi người mua ở cái vùng nền này thì Nam thấy là hơi lỏng để có thể mua, để có thể nó chạy xa được anh chị nhé. Nó vẫn cần những cái pha mà nó tái tích lũy trở lại này. Những con như là BSI cũng thế. Đấy, những con này mà nó tích lũy dần đến cái vùng mây này thì anh chị hoàn toàn có thể mua thêm được anh chị nhé, mua thêm khi nó có những cái nhịp điều chỉnh và rung lắc theo thị trường. Còn nếu mà mua đuổi thì Nam nghĩ là cũng không nên mua đuổi các cổ phiếu này anh chị nhé, nó tương đối là cao để mua đuổi. Và cái vùng nền này Nam thấy là nó hơi ngắn một chút xíu, hơi ngắn chút xíu, nó có những sự tích lũy, nó test lại lúc ấy mình mua nó sẽ hợp lý hơn nhé. Hôm nay con AGR cũng tăng trần anh chị, AGR cũng tăng trần, nó bắt đầu vào cái nhịp chạy và cái target của nó có thể là nó sẽ lên được cái vùng 15.4 đây nhá. Đây là cái vùng target của nó trong cái vùng này, nhịp này anh chị nhá. Đấy, thì hôm nay nó tăng trần và nó giữ được cái sắc giá trần trong suốt cả phiên, kể cả những cái thời điểm mà thị trường rung lắc nó vẫn đóng trần anh chị nhá, thì tương đối là tốt. Anh chị mà mua sớm trong phiên ngày hôm nay thì Nam nghĩ là hàng về vẫn có ăn, hàng về vẫn có ăn. Còn anh chị nào mà mua muộn, mua giá trần quá ấy, thì Nam nghĩ là cái biên lợi nhuận của mình nó không được quá nhiều anh chị ạ, không được quá nhiều. Tuy nhiên là Nam thấy là một cái pha break tương đối là ok đấy cả nhà nhé, tương đối là được. Nói chung là nhóm chứng khoán thì Nam nghĩ là về cơ bản đấy, chúng ta đã view về một cái kịch bản thị trường tăng đúng không ạ, thì kiểu gì nhóm chứng khoán nó cũng tăng anh chị nhé, đúng là cái nhóm mà được hưởng lợi nhiều nhất từ lãi suất. Thép thì hôm nay là một cái điểm nhấn rồi đúng không ạ, HPG tăng rất là mạnh, HPG tăng rất là mạnh. Cái cổ phiếu này thì đã trong zoom đã mua ở trong cái vùng mà nó test về cái giao găm này anh chị thấy nhá, chị thấy không ạ? Đấy, cái nó test về giao găm này là mua rồi đúng không ạ? Đấy, còn cổ phiếu này thì Nam nghĩ là vẫn tiếp tục cầm thôi. Cái target của nó ấy, trong nhịp này ấy, hôm nay thì nó chạm cái target đầu tiên là cái vùng giá 24.x đúng không ạ, 24.x, nhưng mà Nam cho rằng cổ phiếu này nó tích lũy xong nó còn tăng tiếp và cái target trong nhịp này có thể nó sẽ về đến cái vùng giá 28 cả nhà nhé, còn rất nhiều dư địa, còn rất nhiều dư địa, Nam đánh giá tương đối cao. Nói chung là các cái nhóm thép ấy thì trong thời gian vừa qua các cổ phiếu như là Nam Kim này, Hoa Sen cũng đều khuyến nghị anh chị mua trong cái vùng này. À, khi nó về các cái vùng cân bằng này, các cái điểm rũ này anh chị thấy là rũ với thanh khoản thấp là chúng ta mua được thôi đúng không ạ, mua rất là đẹp luôn. Và hôm nay nó bật đấy, hai bật được hai cây và hôm nay vượt qua cái vùng giá 17.5 tương đối là tốt đúng không ạ, tương đối là tốt. Tuy nhiên thì mọi người mua ấy thì nó sẽ có những cái pha nó rũ lại để mua, nó rũ lại để mọi người mua vẫn được anh chị nhá, tương đối là ok, Nam đánh giá được. Ở Hoa Sen con này thì nó chưa cập nhật cái đồ thị anh chị ạ, Nam không hiểu tại sao nó chưa được cập nhật, nhưng mà con này nó đóng cửa ở vùng giá 17.5 anh chị nhé, tức là nó lên lại cái đỉnh cũ này. Đấy, và Nam đánh giá là nó sẽ có những phiên nó test lại một hai phiên rồi nó sẽ tăng, nó sẽ vượt đỉnh cái đỉnh cũ này. Nam nghĩ là nó sẽ không không làm khó được con Hoa Sen đâu. Ở đây đúng ra là cái nến của nó như này anh chị nhé, nhưng mà không hiểu sao trên đồ thị của Nam nó chưa cập nhật được, nó chưa cập nhật được dữ liệu, nó chưa cập nhật đó. Thanh khoản thì nó cũng vào khá là tốt vào cuối phiên anh chị nhé, vào cuối phiên rồi. Đấy là các cổ phiếu thép và Nam cũng đã view cho chị và cũng đã hướng dẫn cho chị các cái điểm mua trong thời gian vừa qua rồi đúng không ạ, tương đối là tốt đấy, tương đối là tốt. Nhóm dầu khí thì hôm nay con PVD sáng tăng khá là tốt, tuy nhiên là đến chiều thì khi thị trường tăng ấy thì nó lại chưa thể hiện được sức mạnh đúng không ạ, nó không tăng được, đóng được giá trần. Đấy thì sau cái phiên này nó sẽ có những cái pha nó rũ lại anh chị nhé. Con này thì phiên ngày mai và phiên bắt đầu từ phiên thứ sáu là bắt đầu nó sẽ có cái việc và tách kiếm, nhưng mà nó tách rất là nhẹ thôi, cho nên là nếu mà nó có rũ lại vùng giá 24.x mà x nhỏ ấy, thì cũng là cái thời điểm mà chị có thể tham gia được ở đây nhé. Đấy, con này nó test lại này, nó test lại và nó bò lại gần cái mây này là đẹp nhất anh chị ạ. Nó test lại tích lũy, nó bò lại gần cái mây này xong bắt đầu nó tăng là đẹp nhất, thì cái lúc mà nó break ở cái vùng mây để đi lên thì Nam đánh giá là một trong những cái pha break mà mọi người có thể đu được luôn. Còn ví dụ break trong ngày hôm nay thì Nam nghĩ là cái vùng này nền nó vẫn hơi ngắn để có thể break được. Đấy, mặc dù là nó cũng có dòng tiền vào đấy, nhưng mà đến cuối phiên anh chị thấy là dòng thị trường nó được khởi sắc, nhưng mà con này dòng tiền nó không lựa chọn, cho nên là nhiều khả năng nó sẽ có những cái pha nó rũ lại cả nhà nhé. Đấy, PVS thế nó cần thời gian tích lũy thêm đúng không ạ, đấy, cần thời gian tích lũy thêm. Về chung và dài hạn thì Nam vẫn đánh giá rất cao nhóm thép anh chị nhé, đánh giá rất cao. Thì anh chị có thì có, nói chung là về cơ bản các cái dòng cổ phiếu mà Nam đã view cho anh chị ấy, như là chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công, thép rồi dầu khí thì anh chị đều có thể tiếp tục nắm giữ được cả nhà nhé. Đấy, PVT này, PVT thì cái vùng cản này nó hơi cao anh chị ạ, lên đây thì anh chị có thể bán bớt một phần được. PVT hôm nay cũng tăng được 2,6%, có dòng tiền vào khá tốt, nhưng mà cái cản nó vẫn còn trên đầu rất là dày anh chị nhé. Hôm trước thì có những cái nhịp nó test lại cái giao găm này là những cái vùng mua này anh chị này, 20.x này là những cái vùng mua này và đang hồi phục lại rồi, khá là ok nhé cả nhà nhé.
Ok, đấy là nhóm dầu khí. Cả nhà theo dõi cái video này thì mọi người đừng quên để lại những lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì hãy về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo cái mã ID R808 nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Okay. Rồi. Chúng ta view nhanh một chút về nhóm vật liệu xây dựng nhé. Vật liệu xây dựng thì hôm trước đây KFB đúng không ạ? Đấy, sáng nay có chị khách hàng hỏi Nam là có bán hay không thì Nam mà giữ cổ phiếu này, anh chị giữ luôn, đánh trung hạn luôn. Cổ phiếu này hôm nay mọi người có mua thêm cũng được. Đấy, mua thêm khi mà nó vượt qua vùng giá 28 mọi người mua thêm được nhé. Đấy, một cái pha break tương đối là mạnh mẽ của KSB và anh chị thấy là nó có một cái nền tảng tích lũy khá tốt. Khi mà nó break sau đó nó test lại cái vùng giao găm này, anh chị thấy này, mua rất là đẹp luôn. Hôm nay là số 4 nó hiện đây, chắc chắn luôn. Đúng không ạ? Bốn cái tiêu chí đều hướng lên này, TK Kijun hướng lên này, giao găm 65, giao găm 129 đều hướng lên. Đó, cho nên là nó sẽ break. Break khá là đẹp, nên đánh giá tương đối cao của phiếu này. Về target của nó thì trước mắt sẽ là cái vùng giá 32.5 nhá. Cho nên là khả năng là nó vẫn tiếp tục tăng. PLC. Đấy, PLC hôm nay cũng tốt này anh chị này, tăng tương đối tốt và TK và Kijun đang hợp big và có thể đây đây nó cũng là một cái trạng thái break tương đối mạnh của PLC anh chị nhá. Anh chị thấy band trên và band dưới đều mở ra. Thì đây là một cái Nam đánh giá khá là tích cực của PLC. HT1 cũng thế đúng không ạ? Những cái trạng thái break rất là tích cực. Anh chị thấy là có những cái pha mà nó tăng này, nó test lại giao găm này. Đó, sau đó nó bật tăng. Thì đây rất là chuẩn mẫu hình đúng không ạ? Tăng này, test lại, bật tăng và vượt qua hết tất cả các kháng cự phía trên. Đấy thì Nam nghĩ là cái nhóm vật liệu xây dựng là bắt đầu nó có các tín hiệu đi vào cái nhịp tăng tương đối tốt rồi đấy. Đấy, cho nên là đây là những cái cơ hội để cho anh chị có thể đầu tư nhé. Thì những cái nhóm này đã chia sẻ với anh chị khá là nhiều lần, khi mà nó có những cái fan phiên nó test về cái vùng giá giao găm này mà nó không thủng ấy thì chắc chắn là nó sẽ bật tăng đúng không ạ? BCC tương tự thế, anh chị thấy không ạ? Bật tăng, con này thì không đóng trần được nhưng mà nó ở sàn HNX. Đấy, cho nên là 8,2% cũng là rất là ghê gớm rồi anh chị nhé. Thanh khoản vào rất tốt. Đó, thì đấy là chia sẻ cho anh chị về nhóm thép và nhóm vật liệu xây dựng, nó sẽ chạy theo nhóm đầu tư công đúng không ạ? Các cổ phiếu như là HHV hôm qua tăng trần thì hôm nay nó chứng lại một chút này, anh chị thấy là rất là khỏe này, dòng tiền vào tương đối tốt này đúng không ạ? Các cổ phiếu này nó còn chạy sóng anh chị ạ, nó còn chạy sóng còn mạnh lắm. Các cổ phiếu như là VGC cũng thế, à VCG cũng thế đúng không ạ? Đấy, hôm nay thị trường tốt, các cổ phiếu này thì ví dụ như con VGC này thì khả năng nó sẽ có những cái pha nó test lại cái vùng giá 20.6 20.7, còn con HHV ấy khả năng nó chỉ test vào một chút chút xíu giúp vùng với giá 14.5 14.6 thôi và nó sẽ tiếp tục tăng cả nhà nhé, nó sẽ tiếp tục tăng. FCN cũng thế, FCN thì nó tương đối cao đấy, hôm nay thì nó bật đấy. Tuy nhiên anh chị thấy là con này thì Nam thấy là nó gần cái vùng cản trong trung hạn đấy, cho nên là mình không chọn cái con này trong cái nhịp này đấy. Hôm trước thì cho khách hàng chốt rồi, chốt để chuyển qua HHV và VCG anh chị nhé, chốt để chuyển qua C4G đúng không ạ? C4G thì hôm nay cũng có cái nhịp tăng tương đối tốt. Con này thì nó đánh hơi chậm một chút nhưng mà nó cũng là trong nhóm đầu tư công, cũng là một trong năm cái doanh nghiệp mà ký được trúng thầu các cái gói thầu khá là lớn, cho nên là nó vẫn ok anh chị nhé. Đấy là C4G. Đấy, nói chung là tương đối là ok. Nói chung là cái đoạn này ấy, anh chị đã mua được theo khuyến nghị của Nam ấy, theo khuyến nghị trong room khách hàng rồi trong các cái buổi live stream ấy, thì mọi người nên nắm giữ nhé, nên nắm giữ bởi vì chúng ta mới đang ở những cái pha gọi là khởi động thôi, ok không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái buổi like buổi cái video này của Nam. Mọi người đừng quên để lại những cái lượt like, lượt tim ủng hộ tinh thần cho Nam. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì hãy về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý mọi người nhé. Thì hãy liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình hoặc là ở trên góc phải màn hình đây, thì Nam sẽ hỗ trợ các anh chị để vào trong các cái zoom khách hàng để chúng ta cùng nhau đầu tư cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ và hẹn gặp lại vào buổi livestream 20 giờ 40 phút tối nay anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chào mọi người.